Tâm, em bảo em học bài cơ mà. Kìa, em đang quay đẹp, tự dưng chị lại tắt đi. Em nên nhớ là em sắp tốt nghiệp rồi đấy nhá. Học, 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 học. Suốt ngày học em mệt lắm rồi ý. Chị không biết ở ngoài kia có bao nhiêu người không thèm học hành gì, người ta vẫn kiếm đầy tiền đấy à? Nhưng mà em khác người ta. Ơ, em thì khác cái gì? Em cũng xinh, cũng đẹp, có thua kém gì người ta đâu. Đấy là còn chưa kể, người ta muốn nổi tiếng thì người ta phải đi học hát, học nhảy. Chứ không phải là lên mạng rồi cứ nhún nhảy như thế này là nổi tiếng đâu nhá. Thì... đây... đấy, em cũng đang học mà. Thôi, đưa đây, chị đi dọn nhà đi. Suốt ngày nó bảo với bà già ấy. Ý... này, nhưng mà em phải học đi đấy nhá. Rồi rồi, đi 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 đi. Ok, đi. Mấy người này có gì hay cơ chứ. Còn chả đẹp bằng mình. Đợi đấy, rồi một ngày á, mình sẽ nổi tiếng cho xem. Ai nhỉ? Alo ạ? À? Dạ vâng. Công ty chuyên đào tạo hot TikToker ấy ạ? À? Dạ vâng ạ. À. Em rất muốn tham gia. À, dạ vâng. Vậy thì hẹn anh ngày mai nhá. À, dạ vâng, em chào anh ạ. À. Em là Tâm đúng không? À, dạ vâng, em chào anh ạ. Ừ, em ngồi đi. Anh là Hoàng, là người mà vừa gọi điện cho em đấy. À, dạ vâng ạ. Trông em ở ngoài có vẻ hơi khác. À, dạ vâng, bình thường khi mà em quay thì em cũng dùng một chút app ạ. Không, ý anh không phải như thế. Ý anh là ở ngoài em có vẻ xinh hơn nhiều đấy. À, thật vậy ạ? Em cảm ơn anh lại quá khen rồi. Anh vừa mới lướt những cái clip TikTok của em. Thì công ty của anh bây giờ đang rất cần những gương mặt mới như em đấy. Đương nhiên rồi, nếu mà em về với anh thì anh sẽ build em trở thành một hot TikToker nổi tiếng với hàng triệu follow. Và khi đấy thì hàng trăm những hợp đồng quảng cáo sẽ về với tay em. Và số tiền mà em kiếm được chắc chắn không nhỏ đâu. Thật vậy ạ? Thật sự là em có thể làm được những điều đấy đúng không ạ? Em chỉ cần nghe theo anh, chắc chắn được. Thế bây giờ mình vào việc luôn thôi nhỉ? Dạ vâng ạ. Em vào đây. Ngồi xuống đây đi. Anh ơi, thế bây giờ em phải làm gì ạ? À đây. Em mặc cái bộ này vào cho anh. Bộ này ấy ạ? Anh ơi, bộ này có hơi hở hang quá không? Em không mặc được đâu ạ. Cái bọn trẻ bây giờ ấy thì phải mặc như thế này. Mặc như thế này thì mới tăng view, mới hút được người xem chứ. Chính vì cái suy nghĩ đấy của em nên cho dù em có xinh như thế này, em đăng bao nhiêu cái clip lên cũng đâu có được nhiều view đâu. Nhưng mà anh ơi, cái bộ này em mặc vào chị gái em mà biết, chị không đồng ý đâu ạ. Thế bây giờ anh hỏi em nhé. Em muốn được nổi tiếng, em muốn được kiếm tiền, hay anh nghe chị em, rồi anh thuê idol khác. Thôi anh ơi, em mặc ạ. Thế thì đi thay nhanh đi. Dạ vâng. Video mới của em chưa? Lượt xem lên đến 100.000 rồi đấy. Nghe anh thì chắc chắn sẽ thành công. Còn bây giờ thì qua nhà anh đi. Anh có cái này hay lắm, dành riêng cho em đấy. Ok ok, đợi tí em qua liền nhá. Tâm, giải thích cho chị. Như cái này là như thế nào, hả?
không thể đăng những cái clip hở hang như này lên mạng xã hội chứ hả? Sao chị cứ phải làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Đây chỉ là cách định hướng hình ảnh của công ty thôi. Muốn nổi tiếng ấy thì phải hy sinh chứ. Định hướng gì thì chị không biết. Chị chỉ thấy nó hở hang thôi. Em có biết là em đăng những cái clip hở hang như này lên mạng xã hội, rồi kẻ xấu sẽ lấy những cái clip này cắt ghép chỉnh sửa, rồi đăng lên những trang web đen nhằm mục đích xấu không? Thôi, làm gì mà có chuyện đấy. Chị nhắc em cũng không thừa đâu. Bởi vì có rất nhiều vụ xảy ra tương tự như thế rồi. Em nói là công ty của em có đúng không? Dẫn chị đến công ty, chị sẽ trực tiếp gặp quản lý để giải quyết vụ việc này. Và chị sẽ không để cho nó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu. Chị cứ phải làm quá lên thế nhở? Bây giờ ấy, chị đến đấy, chị làm dùm beng lên, người ta không cho em làm nữa thì làm sao? Thôi, chuyện của em để em tự lo đi. Này, tắt. Tắt. Không thể như thế này được. Phải nghĩ cách để kéo con bé ra khỏi đó thôi. Đây, em mặc bộ này đi. Anh ơi, cái này sexy lắm, em không mặc được đâu ạ. Em sao đấy nhở? Bây giờ ấy, em phải mặc như thế này. Không những em quay clip không, mà em còn phải chụp ảnh, rồi còn quay quảng cáo nữa chứ. Mặc cái bộ này thì người ta mặc đầy ra, phải mỗi mình em đâu. Nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì? Thôi, vào thay đi, anh chụp ảnh nghệ thuật đấy mà, yên tâm. Vâng, hãy để em đi thay ạ. Còn nghĩ gì nữa, vào đi. Anh vừa mới thấy em xem TikTok. Em có sở thích về cái ngành này à? Dạ vâng ạ. Nói thật thì em cũng ước mơ trở thành một TikToker chuyên nghiệp. Thế nhưng mà em chỉ sợ em không đủ khả năng thôi. Thế thì em đúng là người mà anh tìm kiếm rồi. Công ty của anh bây giờ đang rất cần những cái gương mặt mới, tiềm năng để bọn anh có thể build trở thành một TikToker nổi tiếng. Thật đấy ạ? Em có biết là bàn tay này đã nhào nặn ra không biết bao nhiêu hot girl, hot boy nổi tiếng rồi. Vừa nhìn em thôi là anh đã biết em sẽ trở thành một idol nổi tiếng rồi. Chọn anh và theo anh, em sẽ được nổi tiếng. Em sẽ chọn đúng người đấy. Dạ. Đây, đây. Em thay ngay cái bộ váy thần thánh này vào cho anh. Anh đảm bảo là sẽ làm cho em nổi tiếng khắp Việt Nam chỉ sau một đêm. Thế ạ? À? Nhưng mà anh ơi, em không hợp phong thủy với cái màu xanh này lắm đâu. Có màu khác không? Thế em thích màu gì? Cho em màu vàng đi. Thế cả là có cái nào ngắn hơn không? Bó sát và hở hơn. Có ren thì càng tốt. Chứ cái này nó dài quá. Cô em cũng lắm chiêu trò đấy. Thôi được rồi, đợi anh một tí. Em ơi, bé ơi, anh mang máy vào cho em đây này. Máy tính. Em đi đâu đấy? Anh cứ tìm từ nãy giờ. Dạ, em bị đau bụng nên đi tìm nhà vệ sinh hơi lâu ạ. Em cầm máy, đi vào trong kia đi. Dạ vâng ạ. Em đi vào bên trong đi. Anh Hoàng, chuyện này là như thế nào? Tại sao ảnh của em lại đầy trên web đen như này? Như nào, anh biết cái gì không? Anh nhìn đi, rõ ràng đây toàn là ảnh em gửi cho anh. Thế mà bây giờ nó lại đầy trên web đen. Anh có không giải thích rõ ràng, em không để yên đâu. Không để yên? Thế em định làm gì anh? Em hay nhỉ? Anh đang cố gắng để cho em được nổi tiếng. Mà hình như em không biết điều thì phải. Thôi, nếu mà em không làm nữa, ra đi. Em có biết là ngoài kia còn bao nhiêu người cũng mong chờ được như em mà không được không? Về đi. Anh. À bảo thôi. Đến cái nước này thì anh sẽ nói cho em biết. Em cứ tưởng là lên mạng rồi lắc mấy cái là sẽ được nổi tiếng á. Không có đâu em ạ. Một cái con người mà không có một chút tài năng nào như em ấy,
bán cái khác. Bán cái khác. Được chứ không? Ngoan ngoãn mà về đi. Về đi rồi anh tha cho. Chứ anh còn rất nhiều ảnh của bé. Nếu em muốn thì anh lại bán đi. Về đi. Anh còn rất nhiều việc nhá. Đi về đi. Về đi chứ. Hay nhở. Ôi này, em đi ra đây làm cái gì ấy? Đi vào trong kia rồi mình làm việc nhá. Chị nào? Đây là chị gái của tôi. Hóa ra là chị em à. Thì ra là hai chị em đều có chung sở thích là được nổi tiếng cả. Mà này, chị của em đã tin tưởng anh như vậy ấy, tại sao em lại cứ sồn sồn lên với anh nhỉ? Này, đến bây giờ anh vẫn còn nghĩ tôi là con gà mắc bẫy của anh đấy à? Vâng. Tôi đã có trong tay tất cả bằng chứng việc mà anh dụ dỗ lừa đảo tất cả các cô gái nhẹ dạ cả tin để khoe thân kiếm tiền, sau đó mang cái hình ảnh đấy đi bán cho những trang web đen. Lợi dụng sự cả tin, đam mê nổi tiếng của các cô gái trẻ, anh tung chiêu dụ dỗ họ tham gia vào đường dây hot boy hot girl của anh. Anh yêu cầu các cô gái phải ăn mặc hở hang để quay phim chụp ảnh đăng lên mạng. Đồng thời, anh ký hợp đồng mua bán, trao đổi những hình ảnh hở hang này cho các trang web đen, web nóng để trục lợi trái phép. Em ơi! Em ơi! Làm công ty quản lý idol nổi tiếng ấy thì chắc chắn là định hướng làm việc phải minh bạch rõ ràng. Nhưng đằng này anh lại lừa dối người ta đến đây để chụp ảnh quảng cáo, sau đó mang những hình ảnh đấy để bán kiếm tiền à? Chiêu thức mà anh dùng để lừa tất cả các cô gái nhẹ dạ cả tin này đều giống nhau, cũng như cái cách mà anh làm với tôi và em gái tôi vậy. Hóa ra là chúng mày kết hợp với nhau để đưa tao vào chồng. Nhưng mà chúng mày nghĩ là chúng mày có thể an toàn thoát ra khỏi đây không? Đứng lên, tao nói cho mà nghe này. Mày coi thường tao quá rồi đấy. Tao đã đem tất cả bằng chứng gửi cho cơ quan điều tra rồi. Và trước khi đến đây tao cũng đã báo công an. Nhìn đi, người ta đang ở bên dưới rồi đấy. Lần này thì mày có chạy đằng trời. Bảo là chúng mày nhớ mặt tao đấy. Em xin lỗi chị, tại vì em không nghe lời chị, thế nên mới bị hắn ta lừa. Chết nữa thì em hại chị mắc bẫy của hắn ta nữa rồi. Thôi, không sao, hai chị em không gặp vấn đề gì là tốt rồi. Bây giờ chị cũng không cấm cản em làm idol hay là người nổi tiếng gì đấy, cũng không xét nét em về cái việc em theo đuổi phong cách sexy. Thế nhưng mà chị chỉ khuyên em phải biết đâu là điểm dừng, và cái nào tốt, cái nào xấu, thế nào là đẹp, thế nào là hở hang, em hiểu không? Và cái quan trọng là em phải tin đúng người. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Mấy cái bức ảnh đó chị sẽ nhờ người gỡ xuống, còn mấy clip kia thì em xóa hết đi nhá. Vâng, em xóa, xóa hết luôn. Em nhớ này, đây là bài học đầu tiên đắt giá nhất của em đấy. Thế nên là từ lần sau phải rút kinh nghiệm. Lần này là bài học nhớ đời dành cho em. Em nên nhớ trên bước đường thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng đâu nhá. Dạ vâng, em nhớ rồi. Đi đi. Hôm nay sinh nhật con gái yêu của mẹ. Thế thì con gái yêu của mẹ thích ăn gì nào? Con thích ăn kem ạ. Kem á? Mà con vừa bị viêm họng xong, bây giờ mà ăn kem nó không tốt cho con đâu. Chọn cái khác đi. À, hay là mình ăn gà rán đi mẹ. Tăng cân đấy, mà còn mỡ máu này, tim mạch, được tiểu đường nữa. Chọn cái khác đi. Thế thôi, con ăn gì cũng được mẹ. Con ăn gì cũng được á? Đây rồi, đây đây. Gà ủ muối hoa tiêu. Ôi dồi ôi, chân gà ủ muối. Ôi dồi ôi, thịt gà thì thơm nhá. Xong rồi á, da gà giòn béo ngậy. Chân này con nhá. Vâng ạ. Vừa nhắc mẹ thấy cả nước miếng. Alo, chị Mai ạ? Dạ. Chị xin ngay cho em một con gà ủ muối hoa tiêu nhá. Dạ vâng, để làm quà sinh nhật cho đâu nhà em ấy mà. Thế chị nhá. Bye chị. À, chị Mai. Ôi dồi ôi, mà nhà em uống cốc nước. Thôi, để khi khác. Chị còn cả hơn chục đơn hàng gà mà chưa ship đây này. Đây, hàng của em đây. Mà chị nào này, ăn gà mà ngon nhá.
nhớ giới thiệu bạn bè cho chị nhé, chị để dài yêu thương cho. Rồi ôi chị không phải lo, chị em mình thân nhau từ nhỏ, con cháy cân đôi có cái gì nữa mà phải xoắn. Gà mà ngon ý, em sẽ cho bé nhà em ăn hàng ngày hàng tuần. Hàng của chị lại còn rẻ, cả bao ngon nữa. Mà chị thôi đi ship đi, em vào chuẩn bị sinh nhật cho cháu. Ờ, nói đến sinh nhật dâu, chị mới nhớ ra, chị có cái này làm quà cho dâu. Ui, mua một, được tặng một, tính tiền một. Rồi chúc dâu là hay ăn chồng lớn nhá. Chị, nhưng mà chị lãi lời được bao nhiêu đâu. Em... Ô hay, cầm đi. Cái này là chị cho dâu cho em đâu. Thế thôi nhá, gặp nhau sau. Ôi, chị, em xin nhá. Hello Trang. À, chị Trang. Vui ạ. Tết qua thì Trang đến muộn, thế là không được ăn chung với hai mẹ con. Mà hôm nay mẹ con hào phóng lắm gì ạ, mua tận hai con gà luôn. Abby đến hả em? Ngồi đây đợi chị dọn cơm cho mà ăn. Chị để phần cho em con gà to lắm trong tủ lạnh. Rồi em ăn với bạn cho mới qua đây. Tại vì là cũng muốn về sớm để ăn chung hai mẹ con, nhưng mà em nhiều việc quá. Các anh chưa về ạ? Anh nhà chị á, đi công tác cuối tuần mới về. Thôi được rồi, để bù đắp sinh nhật cho dâu thì bây giờ hai mẹ con vào thay quần áo đi. Yeah, dì Trang là tuyệt nhất. Rồi, Trang dạo này tâm lý đấy. Thế thì lấy chồng được rồi đấy em ạ. Mắc mớ ở tâm lý là phải lấy chồng. Em còn trẻ, em còn muốn chơi còn dài. Thôi để con đi thay quần áo nhé. Nó bụng quá. Con làm sao ấy? Nó bụng. Tôi chết rồi, để mẹ đưa con đi viện. Sao lại cả chị nữa? Em đưa cháu đi trước. Ok. Dâu, dâu ơi, dâu. Mua gà đi em ơi. Gà nhà chị vừa giòn vừa ngọt. Mua đi. Em xem nào. Nhìn màu đẹp quá chị ạ. Trông cũng hấp dẫn nhở. Bao nhiêu tiền nửa con ạ? À, gà nhà chị ấy nuôi với số lượng lớn, thế nên chị lấy rẻ thôi. 95.000 nửa con, mà em mua nhiều không? Nếu mà mua nhiều nhá, mua số lượng lớn ý, là chị sẽ lấy với giá là 150.000 một con. Nhưng mà quái lạ nhở, sao con gà lại không có đầu? Các cụ bảo rồi, nhất thủ nhì vĩ, em lại rất thích ăn đầu gà luôn. Hay là chị cho em cả cái con gà mà có cả đầu ấy? Em ơi, chị bảo này, bây giờ người ta ăn gà ấy, người ta kiêng đầu đấy. Người ta nói rằng là ăn đầu gà học ngu. Mà khách nhà chị ấy, đa phần là các mẹ, các cô mua về cho cả gia đình ăn. Trong đấy có cả trẻ con, thế nên là chị kỵ đầu gà lắm. Ui, chẳng cần biết ai kiêng thì kiêng, ai kỵ. Nhưng mà em vẫn thích có đầu. Gà nhà chị mà có con nào có đầu thì chị bán cho em. Còn nếu không có thì để hôm sau em sang lấy cũng được. Cái cô này buồn cười nhở, làm mất thời gian của chị quá đấy. Chị đã nói là chị không làm đầu gà. Lằng nhằng. Mua thì mua, không mua thì lượn. Bà chị ơi, chị làm gì mà nóng tính thế? Tại vì vừa nãy chị bảo với em là gà nhà chị làm được, thế nên là em mới hỏi xem là chị có không thì chị bán cho em thôi mà. Ừ thì gà nhà chị là tự nuôi rồi tự tay chị làm. Chị nói thật mà. Với lại gà nhà chị tự nuôi thì cũng cần phải có thời gian. Đầu gà nó lắm lông lắm, làm mất thời gian lắm ấy. Thế ạ? Thế thôi được rồi. Chị bán cho em nửa con này đi. Em về em ăn thử. Nếu như mà ngon thì lần sau em lại ủng hộ chị tiếp. Hứa đấy nhá. Dạ. Chị bảo này, nếu mà ăn ngon ấy thì lần sau cứ ăn cái gì cứ gọi cho chị. Chị ship cho. Trời nắng nóng như thế này ấy, đỡ phải mất cơm đi. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị nhá. Của em 95.000 em ạ. Dạ. Bỏ xuống tiếp. Vậy làm tao hết hồn. Đi vào nhà đi. Đúng ạ. Vào đây các em. Đây, ngồi đây. Em chào chị ạ. Đây là... Chị chào Abby đây. Hồi nhỏ em dẫn nó sang nhà chị chơi suốt. Chị quên à? À, chị nhớ rồi. Bao nhiêu năm không gặp ấy, nên là chị không nhận ra. Mà hôm trước qua mua gà, chị lại cứ tưởng là khách lạ cơ. Thế hai chị em uống trà nhá. Chị để chị đi pha. Để em phụ chị ạ. Mà thôi,
em là khách mà, ai lại để khách pha trà bao giờ. Cứ ngồi đây chơi, chỉ vào pha một tí rồi chị ra luôn. Hai chị em hôm nay qua nhà chị là để mua gà hay là sao? Mà đi hai người như thế này ấy, chắc là mua số lượng lớn đúng không? Nếu mà mua với số lượng nhiều nhá, là phải đặt trước với lại đợi ấy, chứ không có luôn. Không, tại vì gà nhà chị ngon hết nước chấm luôn. Thế là bọn em định đặt gà số lượng lớn đấy. Chị Mai ơi. Mất thật rồi, đã nói rồi, bá sợ rán nhất trần đời luôn. Nhìn nhá, có mỗi con rán giả cũng sợ. Ok, Thương, qua mua gà em. Mà chị bảo rồi, ăn gì thì cứ ới chị ship cho tới tận nơi. Chứ trời nắng nóng như thế này, đi cho nó đen hết cả da rồi. Ngày hôm nay tôi và chị Thương đến đây không phải là để mua gà, mà để vạch trần cái mánh khóe tán tận lương tâm của chị đấy. Chị Mai ạ. Em nói cái gì đấy? Em nhớ là phải suy nghĩ trước khi nói đi nhá. Chị bán hàng kém chất lượng cho tôi và con gái của tôi, nhưng mà chị không cảm thấy cắn rứt lương tâm à? Ơ, Hương, em nói cái gì đấy? Gà nhà chị chất lượng như thế nào em biết rồi, sao em lại bảo là gà nhà chị là cái gì, gà bẩn á? Tôi và con gái tôi đã phải nhập viện ngộ độc thực phẩm vì đống đồ mà chị bán đấy. Tôi nghĩ là chị nhận lỗi đi trước khi quá muộn. Gà ủ muối hoa tiêu nhà chị không phải là gà bẩn, mà là cực cực kỳ bẩn. Sau khi đưa bé dâu và chị gái tôi từ bệnh viện về, tôi đã hỏi xem chị gái tôi và bé dâu ăn gì mà bị đau bụng. Giời đất ạ, không biết ăn uống cái gì mà để cả hai mẹ con cùng táo tháo đuổi thế này không biết. Chị nhớ ấy, là chị ăn mỗi gà ủ muối từ sáng đến giờ là của bà bạn chị bán ấy. Mà tính bà cẩn thận lắm. Được, không thể là bà ấy, không thể là do gà được. Tôi đã nghi ngờ rằng lý do hai mẹ con bị đau bụng cùng một lúc chỉ có thể là do ăn gà ủ muối ở quán chị, nên tôi đã âm thầm tiếp cận để điều tra chị. Khi tôi muốn mua gà có đầu thì chị lại cáu gắt và thái độ rất sợ hãi, chứng tỏ những con gà này không phải là do nhà chị nuôi. Có một loại gà bán tràn lan trên thị trường hiện nay là gà thải, là loại gà không đầu không chân, hàng phế phẩm từ nước ngoài gửi về. Ở nước ngoài, hàng này chỉ dùng để chế biến cho động vật với giá nhập chỉ từ 2 đến 30.000 một cân, nhưng chị nhập về để chế biến và bán với giá 95.000 nửa con. Khi tôi muốn vào bếp pha trà giúp chị, nhưng chị lại cản một cách vô lý, khiến tôi càng nghi ngờ hơn chị đang che giấu một thứ gì đó trong bếp. Chị đi giám định vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả cho thấy gà của chị có nồng độ chất kháng sinh rất cao, mà chất này chủ yếu là có trong loại gà thải. Cụ thể hơn là gà đã đẻ trứng hơn được 1 năm, do đã tiêm nhiều vaccine để đạt được năng suất trứng nên chúng bị loại bỏ, thường sẽ làm thực phẩm cho gia súc. Nhưng chị đã mua về với giá rẻ, chế biến thành gà ủ muối hoa tiêu để bán cho mọi người với giá cắt cổ. Đúng là bạn thân, nhưng mà thân ai thì người đấy lo. Vì mấy đồng bạc lẻ mà chị hại tôi và con gái tôi phải đi bệnh viện đấy. Thì thuận mua vừa bán, với lại thỉnh thoảng ăn chắc là không sao. Những chất tẩy rửa và chất kháng sinh trong gà của chị có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của con người. Ngoài ra, nặng hơn thì có thể bị ung thư. Sức khỏe và tính mạng của người khác chị mang ra làm trò đùa như thế mà coi được à? Em cứ bình tĩnh Hương ơi, chị chót dại, cũng chỉ vì chị ngu si nên là mới hại em như thế. À, chị sẽ trả tiền viện phí cho em và dâu nhá. Em bỏ qua cho chị nhá. Nếu như mà chị biết hối cải như thế thì ngay từ khi chị Thương nói chị Thương và bé dâu phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm thì chị phải có thái độ khác, chứ không phải là lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào cả. Thôi đi, văn vở nhiều, đau đầu quá.
Thế bây giờ hai chị em cơ người định làm gì tôi? Bao nhiêu người ta bán như thế? Thế sao không đi tìm bắt hết đi? Chị yên tâm, những kẻ xấu xa làm việc đê tiện như chị chắc chắn sẽ phải bị trả giá. Tôi đã báo công an phường về vụ việc của chị, họ sẽ bắt tay vào điều tra sớm thôi. Còn đầu tiên bây giờ ấy, thì mời chị lên phường để hợp tác điều tra. Những người kinh doanh trên sức khỏe của người khác đều phải trả giá hết. Ông việc gì phải nói nhiều với chị ta làm gì nữa. Chị theo tôi lên phường nhanh lên. Đi, bỏ tao ra, tao tự đi.